Lễ khai mạc triển lãm chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ngành gốm sứ và các sản phẩm ô cốp công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021 đã diễn ra tại điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm ô cốp thủ đô số 176 Quang Trung, quận Hà Đông. Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các hoạt động triển lãm chuyên đề do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức. Triển lãm trưng bày giới thiệu trên 200 tác phẩm gốm sứ đương đại, sản phẩm ô cốp và các sản phẩm tiêu biểu khác của 20 nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế và các cơ sở sản xuất thành phố Hà Nội. Đến với triển lãm, công chúng, những người yêu thích, quan tâm đến ngành thủ công mỹ nghệ nói chung và ngành gốm sứ nói riêng có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm tiêu biểu đặc sắc có giá trị thẩm mỹ cao được tạo ra từ đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, đồng thời là nơi kết nối quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ô cốp trong nước và quốc tế, bảo tồn, giữ gìn giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, truyền tải, quảng bá văn hóa vùng miền tới cộng đồng người tiêu dùng trên thị trường, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch COVID-19, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi phát triển nền kinh tế.